Ba ngày nay, ruốc xuất hiện dày đặc gần bờ ở bãi biển Long Cung, Thủy Tiên, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Những người đàn ông mang lưới túa ra biển kéo bắt. Anh Nguyễn Quang Nhất làm nghề đánh bắt cá bằng thuyền thúng gần bờ cho biết, hai hôm trước lượng ruốc còn khá ít. Này là nó cứ giặt vào đây là cỡ tháng 8, tháng 9. Thấy nó vào mình ra, mình thấy nó cứ bu dưới chân ấy, thấy nhột nhột là biết, thấy biết nó đó. Một đợt như vậy thì nó vào không bất chừng nữa, nó vào 5-7 ngày hoặc là 2-3 ngày gì là bắt đầu có gió thì nó ra, mà còn êm này thì nó cứ ngày mai là nó cứ tiếp tục vào. Anh Nhất cùng người bạn dùng lưới dài 20 mét kéo dọc bờ và chỉ hơn 1 giờ bắt được gần 300 kg ruốc. Nếu bán tại bờ 20.000 đồng mỗi ký, anh Nhất có thể kiếm gần 6 triệu đồng. Trong khi đó, phụ nữ chạy xe máy mang theo bao tải, giỏ ngồi trực sẵn trên bờ và liên tục đem ruốc đi chợ, bỏ mối cho các cơ sở làm mắm. Làm mắm người thì làm phơi khô, cũng có người thì bắt vài tạ, còn người nào ít thì làm vài chục ký. Như chúng tôi làm thì số lượng làm mắm thì khi một vài tạ một ngày. Một cân ruốc mà mình bán chợ thì cái giá nó hơi được cao hơn một chút là 30.000, còn bán người ta làm mắm thì có 20.000 với 15.000. Ruốc tươi dùng nấu canh, xào, phơi khô, rang nước mắm tỏi. Mắm làm từ ruốc là đặc sản và là gia vị trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt.